Vâng, rất vui được gặp lại các bác và anh em trong video ngày hôm nay của Tiki Audio. Vâng, Tiki Audio luôn luôn cập nhật những chủ đề, những lối la siêu chết chống cháy tuyệt đối mà trên trường hiện nay hầu như rất ít cơ sở cung cấp cho các bác và anh em được ạ. Vâng, thì hôm nay Tiki Audio lại về những mẫu la siêu chết Pioneer X200 phiên bản chống cháy tuyệt đối của Nhật Bản. Đây là hàng sách tay, đây là hàng đã qua sử dụng về hình thức còn rất là đẹp các bác nhé, và được thiết kế màu gỗ tự nhiên. Đây là gỗ thông tự nhiên, toàn bộ những cái họa tiết hay là những cái vân gỗ còn rất là nguyên, không có một cái chất liệu nào có thể làm được lên một cái kết cấu đẹp như thế này. Và phía mặt trước đây được sở hữu một cái la tép titan và thiết kế một đầu đạn ở giữa rất là gấu. Đây là khung mặt bát này được làm bằng thép nguyên khối sắc CNC, và trong họng đây được phủ một lớp mạ chrome và logo Pioneer. Đây là model X200, X200 các bác nhá, model X200 này, made in Japan các bác nhá, made in Japan này. Và model X200 và công suất của nó là 200W, khá là lớn để cho chúng ta nghe được những cái tiếng chép cao mà không bao giờ gây chói. Thì cái chép Pioneer X200 này mang lại cho chúng ta hiệu quả rất là tốt, và đặc biệt là những bộ dàn hay là những đôi loa hay trái chép thì chúng ta có thể hỗ trợ thêm một đôi loa chép Pioneer X200 này, nó hỗ trợ rất là tốt và chống cháy và tiết kiệm chi phí cho chúng ta rất là nhiều. Còn về cơ bản em chỉ ghép rất là đơn giản thôi chứ chưa cần nhiều thiết bị hỗ trợ như một cái đẩy một cái âm ly Jaguar 506 Gomi của Trung Quốc và một đôi loa Bose 301 TD5. Vâng, với một cấu như thế này thì đang siêu chép, thì bác nào mà nghe yêu giải chép thì nghe rất là khó chịu. Vâng, thì em thêm giải chép vào các bác thấy không ạ, nó ánh rất là bong tiếng, bong bong cái bản nhạc, và một bản nhạc nó rất là sáng. Vâng, bây giờ chúng ta đi lắng nghe nhé. Đây là nhạc có chép các bác ạ, để tí nữa em sẽ so sánh cho các bác. Lăng keng rất hay luôn, hình thức còn rất là đẹp. Đây, từ những cái sẹo gỗ này vẫn còn nguyên này các bạn này. Vâng, đây nhạc có chép các bác nhá. Em tắt chép thì không mở chép nữa này. Bạn thấy không? Vâng, đó là nhạc của đôi loa, nhạc của đôi loa Bose 301 TD5, khá là tối. Vâng, em mở chép lên, chúng ta cùng lắng nghe và so sánh. Vâng, bác vui lòng đeo tai nghe nhé để cảm nhận chi tiết nhất nhá. Bạn thấy không? Sáng cực kỳ luôn. Chép này hoạt động cực mạnh, nó đánh nổi trội luôn ở cái giải cao cho bản nhạc tươi sáng. Vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất tốt, chống cháy tuyệt đối, các bác tiết kiệm chi phí rất là nhiều. Cơ sở của Tiki Audio thì ở Long Biên, Hà Nội ạ. Các bạn thấy không? Nhạc rất hay, chi tiết sạch sẽ, và đôi chép Pioneer hỗ trợ thêm giải cao nữa thì nó không còn gì sướng bằng đâu ạ. Đấy, chỉ đơn giản thôi, chỉ thêm một đôi loa siêu chép Pioneer X200 chống cháy Nhật Bản này mà một cái bộ dàn nghe khác hoàn toàn. Và bên cạnh đó bên em còn rất là nhiều các mẫu chép cóc như Pioneer này, mẫu chép cóc Pioneer, mẫu chép cóc bút này, và những mẫu chép họng còi JBL. Toàn bộ đây là hàng bãi rất là đẹp. Thì nào bên em về được mỗi loại vài đôi để giới thiệu đến các bác và anh em nhé. Bây giờ còn một cái loại Pioneer X200 màu cà phê nữa, đấy rất là dễ phối ghép. Màu vàng cũng cực kỳ là chất lượng. Vâng, mọi thông tin thắc mắc hay cần tư vấn, các bác có thể để lại số điện thoại trên kênh YouTube của Tiki Audio. Bên em sẽ cập nhật và chia sẻ với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm nha các bác nhé. Và bác nào mà xem được video này mà cảm thấy nó quá hay và quá tuyệt vời thì các bác hãy like cho Tiki Audio một like để nhờ sự tin tưởng và đồng hành của các bác để cái video của Tiki Audio luôn luôn được lan tỏa đến rộng rãi các bác và anh em hơn. Vâng, sau đây Tiki Audio xin phép được dừng video và hẹn tất cả các bác vào các video tiếp theo ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.